cái thì cái chuyện là đồng ý là không có đồng ý mấy vậy đó. Có cái thời gian sau này thì thấy mình nói con mình đó là nó không nghe lời thì vậy ý nó thương rồi. Có kêu vô giúp mình ba mình cha vậy không? Không, không có kêu đó. Vậy là không có nói tiếng nào luôn, không có chào mà không dòm luôn hả? À. Lúc có thì nó có cơn lên cái giờ gặp tụi nó nhướng 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 luôn hả? Có luôn hả? Anh mua cá vậy à, anh mua con này cho ba đây à. Anh mua cá gì cho ba nè. Vô giúp tường bên đây nè, rồi chị với anh Long mới có con. Khiến rồi. Từ nói viết rồi thấy vậy, từ trong cái thời gian nói chung ra tôi cũng không có ngó ngàng cái đó nữa, đâu cũng gần chục năm gì à. Gì chứ không dặn Long đấy anh à, dặn nó dặn vậy rồi cái gì tôi nói thôi về tôi cũng bỏ liều với nó, hai đứa nó làm gì làm ở gì nó ở được, giờ tôi không có nói động tới nó nữa. Thì quyền nó đi dặn giờ sống sao thì nhờ vậy, chứ còn cái là thấy như hoàn cảnh nó như thằng Đức này nó cũng vô phút con cái người cha nó không có được cái là nuôi con nó tròn vẹn. Mới đầu là mình thấy anh Long dẫn chị Kim Sâu về là lúc đó là chú với cô Út là mình không không có đồng ý ha. Thì thời gian không biết rồi dẫn mới nghe bên đây nè, thằng em nó mới cho hay. Yeah. Rồi mới về tới bên đây thì dẫn là thấy hai đứa nó vậy. Nó ngay thì cái chuyện là đồng ý là không có đồng ý mấy vậy đó. Có cái thời gian sau này thì thấy mình nói con mình đó là nó không nghe lời thì vậy ý nó thương rồi. Yeah. Thì cái dạng là quyết định là Út không có ngăn cản nó nữa, thì tùy theo nó, giờ con thì con thương thì con ở đó, còn cái chuyện là sau này nó ba không biết tới nữa. Yeah. Ví dụ như mà có khổ hay là có như thế nào là con chịu ha. Ừ. Tôi cũng bởi cũng về tới lui bên nay lúc thời gian đó, nó về đây rồi vậy. Ngay lúc đầu á thì gặp vợ chồng như vậy thì nó đi về dứt. À chị Kim Sâu ha. À. Gặp chốt với cô mà qua đó là chị Kim Sâu bỏ đi dứt hả? Ừ, bỏ đi dứt. Chắc sợ ừ. Chốt với cô quá. Rồi cái giờ tôi với bà về bển thì nó trở lên trở lên ha. Mà chỉ lên là chỉ anh Long xuống nước hay là chỉ tự tìm lên trên đây luôn không? Cái đó mình không biết, mình về bển đâu có biết được cái chuyện là nó lên nó mình lên nó anh Long rước mình cũng đâu biết được. Vậy là ví dụ như bây giờ thì sau một cái thời gian sau này rồi thì cũng lâu rồi, thì chị Kim Sâu vậy đó là khi mà chúc với cô Út qua đó là chị Kim Sâu có hỏi không? Không, không có hỏi luôn hả? Có dòm mặt ông bà vợ chồng không? Có lúc đi gặp bà thì nó kêu, chứ gặp Út là nó không có dám kêu. Nó ngay đi thì Út không có nói gì nó chứ, nó dặn gì cũng nó hay tự nhiên vậy, mà có cái nó bà thì nó hỏi. Vậy hả? Không hỏi chứ hỏi, hỏi bà vợ chồng ha, ông vợ chồng không hỏi ha. Ừ. Hay là tại vì thấy ông Út chút thấy hơi hơi khó hay sao sợ cái gì không? Tôi đâu có nói gì đâu, nói đâu mà khó mà dễ. Cái gì mình làm khó nó này kia nữa này nó mình khó dễ nó gặp rồi nó không hỏi. Còn này mình không có nói gì nó động tới nó mà vậy. Thấy nó tự con rồi nó hỏi cho nó hỏi cái quyền của nó gì. Mình nói quá là nó cũng có khi nào nó sao nó buồn phiền cha mẹ nữa, thấy đâu kệ thôi con đi, khi sau này đổ thừa rồi cha mẹ ha. À, thôi để anh cũng lớn rồi, để cho anh tự quyết định, tự dặn nó giải quyết, tự nó là nó làm sao nó làm. Rồi theo cái thời điểm này là Út thấy với chị Vinh Sâu sao, Út có chấp nhận được phần nào chưa hay là sao? Thì chuyện đó nói chung ra giờ nó ở nhau rồi hả, chứ giờ mình cũng là như mình nghĩ với con cái và con nó chịu rồi. Yeah. Thì mình cũng xui lòng theo nó chứ biết sao giờ, chứ không phải mình đi cấm cản nó nữa. Không có chỗ nào đi chân hả? Đi chi con? Đây là người nè, dưới chân
Con lấy dây cảm gì hả? Con đi đâu hả? Chúng vô. Vậy là từ đó tới giờ là có nói chuyện với mẹ chồng thì có chứ còn cha chồng là chưa nói câu nào luôn ha, từ đó tới giờ luôn ha. Không. Có kêu rồi Út cùng ba cùng cha vậy. Không, không có kêu đó. Vậy là không có nói tiếng nào luôn, không có chào mà không dòm luôn hả? À. Lúc có khi nó có cơn lên cái giờ gặp tụi nó nhướng nhướng. Có luôn hả? Nhướng nhướng. Nhướng nhướng qua chồng luôn hả? Nhớ gì là không có cười luôn chứ làm gì vậy? Làm gì nói vậy? Gặp thì nhướng nhướng cho chồng luôn á. À, ít nói chuyện sâu. Còn mẹ chồng mà kêu lại biểu luôn hả? Có tài chị đại luôn. Chung cũng thông cảm cho chị, bây giờ chị cũng bị cái bệnh đó đó. Hay nhớ hay quên hoài đó, lúc nhớ lúc quên. À, có đem điện thoại theo không đã? Có trong cái cấp xe á, có điện cho á hay gì có đâu, quên số điện quá rồi không nhớ đâu, có điện cho luôn hết, sợ nó đi lâu gì lên chỉnh nó đổ cái bếp ga mà nó ấy giờ tới giờ vậy. Cứu ghẻ không à chú ơi, cứu ghẻ không à chú ơi, đâu dạch cho coi có ghẻ không đó. Có dạch cho coi chú mới thấy chứ ai coi cu nó nói cu có ghẻ không à. Hằng ngày là chú với cô Út là buôn bán ở bên bển, là giấc sáng là chắc thức sớm lắm mà Út bán gà đó thì cũng bình thường, sáng cũng thức gì vậy? Ai lại mua mình bán, mình bán gà mình sống á mình điếm lại ha. À, mua mình không có máy nữa, thời gian trước đó, nó ngay đi gà mua để trong chuồng đó rồi cái ai lại mua của mình bán, rồi khi người ta khi mình muốn là mình mặn luôn đó, mình cũng mặn trong thời gian trước cũng nhờ cái đó mình mới nuôi người này nhậu cho năm mùa dịch đó. Dạ. Yeah. Rồi khổ cũng chết có đi đâu được đâu, mặn cái gì cũng không có được hết, rồi ở không nhờ bài được chuyện nó mặn ra thì nói chung ra đi nó cũng biết cái tội mà cái giờ cái chuyện đó nó bấp bênh rồi thì không có mặn gì được ra tiền hết trơn. Yeah. Lúc đó thằng này thì nó còn nhỏ, sữa thì nó uống ngày lớp mà mua tả nuôi nó là đủ thứ á thằng này á, tại vì cuộc sống mà chứ sao giờ cũng phải chấp nhận làm chứ sao giờ. À. Ví dụ như Út làm vậy là một con mình lời là 10 ngàn hay là lúc mà mình làm luôn á mình lại cho ăn con, ăn con vậy 25 ngàn. À. Còn người mình gà cắn ký tính tiền riêng. À. Ngày có khi mà 3-4 con 5-6 con chừng khi mình bán nữa đó, bán cái đó ra thì nó ngay thì mình tăng vô 100 ngàn ký, mình bán 120 cũng hơn ký là được 20 ngàn. Con đi đâu con? Làm mình nấu giờ nè. Đâu? Hay vợ chồng nuôi bé Đức thì như, cũng sinh sống cũng đủ ha. Thì cũng nó ngay cũng bấp bênh nó vậy. Nó ngay đi nhà thời gian nó còn nhỏ đó, nó bánh mẹ nuôi nó cũng nhiều lắm. Vậy hả? Ừ. Đức là dễ thương mà. 3-4 người mẹ nuôi đó. Lúc tại nhìn là nó thấy rồi, thấy nó vậy rồi bắt đầu cho tiền nó mua sữa. Ngày đó cũng 1-2 năm gì đó cũng mấy mẹ nuôi nó mua sữa này kia nọ này cho nó uống. Tuy là vô phước à, không có mẹ ruột kế bên nhưng mà có mẹ nuôi rất là nhiều ha, mấy người luôn ha. À, nó không khéo lắm luôn đấy, giàu nó mới là kêu mẹ. Vậy hả? À, Đức cái hả? À, bên của thật bên nó cho dân tiền góp không, nó mới kêu bằng mẹ, cái còn mấy người mà kêu nó không kêu á. Cô ha, giàu kêu mẹ. À. Chồng có con dâu được ta cũng được nghe tiếng con dâu kêu bằng cha, còn ông có con dâu không có nghe kêu tiếng nào hết trơn ha, mà ông cũng không dặn luôn. Không buồn thì về tới nữa gì kìa. À, mình biết nó gì rồi hỏi với mình trách móc nó là gì nữa. Yeah. Trời hết trơn cái tôi không có quà đi.
đứa nhỏ. Tôi ăn rồi không rồi không. Ấy là ăn gì vậy? Nè con. Con vợ chồng đây, con vợ chồng, vợ chồng ở đây mà quá trời luôn rồi chị Đại nè. Cái cách chỉ vậy chứ nếu mà bự tí ngày là được nhào lần qua kêu nhào lên ôm hung liền qua mua đồ ăn về đút cho mẹ rồi kêu mẹ luôn họ buông cái bánh nhau nữa. Ủa bên đây bụng nữa hả? Bên đây bụng nữa. Nhà đây quá, nhà đây quá, nhà đây kỳ vậy gì á? À, kỳ vậy hả? Thấy không quét con quét quét nhà đây kỳ vậy. Làm vậy quét vô đây nè, không quét kèm cho chú đúng rồi đó, quét cả buổi không? Lại hôn mẹ đi, đừng làm vậy. Nịnh đi, nịnh mẹ bụng đi. Không làm, cho chú uống một tháng vào đó. Chú uống thuốc đó nha, mẹ chú uống thuốc đó nha con. Rồi lấy thuốc uống đi. Có thuốc không chịu uống thì thôi. Còn tới 12 giờ đó. 12 giờ mấy rồi đó, chị Đại uống thuốc đi để qua cử à. Mốt qua mấy đi về bãi được rồi đó, mốt 12 giờ mấy rồi mốt ha. Có chim sâu coi nhà kìa. Long đó. Mới điện thiếu là nhớ rồi. Nó lo lên luôn. Ừ, có má là coi chuyện hỏi là ai á. Vậy đó, nó nói là đó tới giờ nó không có má, má nó có mẹ không à. Vậy hả, kêu má không nghe hả? Không hiểu hả? Kêu mẹ hả? Dừng cái má là ai. Nên cũng bất chấp dữ lắm mà nghe. Sao vậy đó? Để tôi đó. Đây cái phòng tình yêu nè. Phòng tình yêu hả? Còn không. À, cái này mới luôn hả gì Đại? Miếng này mới cũ vậy? Kiếm gì đã? Ủa bộ giờ này tính chút nữa vũ chồng chưa ngủ chưa nữa hả? Ngủ chưa luôn. Phòng đẹp quá, xong gắn máy lạnh luôn chị Đại. Gắn máy lạnh luôn cho mát trời. Trưa nóng lắm á. Nè, thiết ở trên hành nóng lắm á. Chị Đại ơi, có những người người ta lên mạng người ta nhắn là chị đặt cái chổng gì là chị đặt cái chổng như vậy là không có đúng phong thủy, không có con. Chị phải xây cái đầu này nè, vô vách tường bên đây nè, rồi chị với anh Long mới có con. Thiến rồi. Thiến hả? Không, Thiến với xây cái đầu nó vô vách này là có con lại hả? À. Tại vì mấy người ta phong thủy đó, người ta có nói đó. Phong thủy Thiến người sầu có. Treo lên trên rồi. Treo làm chứng luôn hả chị? Treo như cái mình vậy nè, treo lên rồi. Đeo rồi. Kêu bác sĩ mở ra cho tuột xuống đi. Sao nè? Đẻ khổ lắm. Đẻ khổ mà. Đẻ con nhiều vui. Đẻ nó đi cho bà nội nó nuôi. Gì vậy? Quen nãy giờ đâu hả? Giờ nãy giờ. Có làm đồ ăn gì không? Làm cho mua dịch với bố qua về đó rồi làm gì ăn? Nấu canh hả?